Hình ảnh cờ hoa, biểu ngữ trang hoàng rực rỡ này đã được thành phố Cẩm Phả triển khai từ hơn tháng nay. Không chỉ tham gia trao cờ, vệ sinh đường phố, người dân rất phấn khởi háo hức mong chờ sự kiện trọng đại và tự hào trước sự đổi thay của tỉnh trong 60 năm qua. Sắp đến cái ngày trọng đại của sự kiện là 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh ấy, thì tôi rất là phấn khởi và tự hào vì mình là người dân Quảng Ninh. Thấy những cái trang hoàng rất là đẹp và được sự quan tâm tất cả của các lãnh đạo của tỉnh rồi thành phố đã coi như là giúp ích cho những người dân chúng tôi có cuộc sống tốt đẹp. Sống ở thành phố Cẩm Phả và tôi cũng được chứng kiến các sự kiện ở tỉnh Quảng Ninh mình. Bây giờ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập của tỉnh Quảng Ninh thì tôi cũng thấy bà con rất là háo hức và hân hoan, và tôi đã nghe người ta nói nó có duyệt binh ở tỉnh, ở bên Hạ Long. Thì chúng tôi là bà con Cẩm Phả, chúng tôi rất háo hức. Không khí tưng bừng phấn khởi cũng đang diễn ra tại khắp các địa phương trong tỉnh, nhất là tại thành phố Hạ Long, nơi sẽ diễn ra lễ kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh. Không khí người dân và du khách chào đón sự kiện này đang hết sức sôi động. Cờ hoa dập trời và các băng rôn khẩu hiệu khắp các thành phố Hạ Long, người dân lô lức, đâu đâu cũng thấy vui, tinh thần phấn khởi. Bản thân tôi cũng lô lức phấn khởi để mong chờ đến cái ngày thành lập tỉnh. Là một người con của Quảng Ninh thì tôi cảm thấy rất là tự hào, bởi vì là trong những năm vừa qua tỉnh đã rất là phát triển về kinh tế xã hội cũng như là đầu tư được nhiều cái công trình về an sinh xã hội, hệ thống hạ tầng giao thông để phục vụ cho cái nâng cao chất lượng đời sống của người dân. Tôi có nghe thông tin báo đài nói về Quảng Ninh sắp tới có chương trình kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh. Tôi đến đây thấy người dân nô nức háo hức và rất trang hoàng rất là đẹp ạ. Tôi rất mong chờ được tham dự cái sự kiện này. Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh sẽ chính thức diễn ra vào tối ngày 28 tháng 10. Sự kiện sẽ có sự tham gia khoảng 10.000 người với nhiều hoạt động hoành tráng, đặc sắc, ý nghĩa.